Xin chào mọi người. Xin mời xem Cảm ứng thiên, câu thứ 12. Vào ngày cuối tháng, táo thần cũng vậy. Tám chữ này là một đoạn. Bài văn này vừa mở đầu là nói rõ cho chúng ta nguyên lý của nghiệp nhân quả báo. Tiếp theo đó là nói cho chúng ta những chân tướng sự thật này. Gieo nhân thiện nhất định được quả thiện, tạo nhân ác chắc chắn không tránh khỏi ác báo. Tiếp theo nữa là sự giám sát của thiên địa quỷ thần. Sự việc này người xưa phần lớn đều có thể tin, nhưng người hiện đại cho rằng đây là mê tín, đem sự việc này hết thảy đều lơ là mất rồi, cho nên mới bị cảm ứng đến cái tai họa to lớn này. Có rất nhiều người cho rằng có rất nhiều cái là tai họa tự nhiên, không phải do con người tạo nên. Loại cách nghĩ, cách nói này chắc chắn là sai lầm. Họ không biết là tất cả chúng sanh trong hư không pháp giới cùng với bản thân chúng ta là cùng một thể mạng sống. Cho nên chúng ta khởi tâm động niệm đều gắn bó chặt chẽ, đều có liên quan với tất cả chúng sanh trong hư không pháp giới. Cái đạo lý này ở trên kinh luận Phật đã nói rất nhiều lần, nó rất tương tận rồi. Nếu như chúng ta không thể thâm nhập kinh tạng thì đối với những lý sự này sẽ rất khó mà thể hội được. Vẫn là tùy thuận tập khí phiền não của chính mình, tự nhiên sẽ tạo ác nghiệp rất nặng. Tạo những ác nghiệp này tự chính mình không biết. Nếu như tự mình biết mình đang tạo nghiệp thì người này sẽ khai ngộ. Nhà Phật nói giác ngộ rồi. Giác ngộ là có thể quay đầu, giác ngộ là có thể được cứu. Quay đầu là bờ, liền có thể vượt thoát tất cả tai nạn, liền có thể thoát khỏi lục đạo thập pháp giới. Họ đi làm Phật, làm Bồ Tát rồi. Nhưng mà người loại căn tánh này ở thế gian thật sự là vô cùng hiếm hoi. Trong vạn ức người khó có được một người. Phật nói ở trên kinh, người này là từ trong đời quá khứ vô lượng kiếp đến nay thiện căn phước đức nhân duyên đã chín mùi rồi mới có cái hiện tượng này. Đại đa số người là bất giác. Phật Bồ Tát đối với những người này hoàn toàn không từ bỏ, từ bi đến cực điểm, vẫn cứ thị hiện trong chúng sanh giới, trong lục đạo, dùng đủ loại phương tiện để khởi phát tánh giác của chúng sanh. Nhất thời trong một đời chưa độ được thì có thể dùng nhiều đời nhiều kiếp. Chúng ta ngày nay
ở ngay trong đời này có thể tỉnh ngộ. Lý nào không phải do Phật Bồ Tát nhiều đời nhiều kiếp gợi ý, vì chúng ta mới chợt hoát nhiên đại ngộ. Đây đúng là nói rõ ở trong cửa Phật không bỏ một ai. Nhưng mà trước khi chúng ta chưa lãnh ngộ, chưa có quay đầu, thì biển khổ mênh mông. Nghiệp báo bất khả tư nghị. Có ai biết được chứ? Trước mắt chúng ta cũng nhìn thấy có tai nạn rất lớn. Những tai nạn này từ đâu mà ra vậy? Từ nghiệp lực tạo nên. Nghiệp lực của ai? Người chân thật khế nhập Phật Pháp biết được là nghiệp lực của chính mình. Tại vì sao chúng sanh không thể hướng thiện vậy? Chúng ta hãy thu nhỏ phạm vi lại xem. Tại vì sao bản thân các đồng tu của chúng ta không thể tu hành hết mình, không thể tu hành như lý như pháp? Vì bản thân ta chưa có làm tốt. Ta không phải là một tấm gương tốt. Trách nhiệm ta phải gánh vác, không thể đùn đẩy cho người khác. Tự chính mình nhất định phải làm nên một tấm gương thật tốt. Chính là tự độ độ tha. Thật sự làm tấm gương thật tốt mà chúng sanh này vẫn chưa thể cảm ngộ, đó là nghiệp chướng của họ sâu nặng. Chúng ta vẫn tiếp tục không ngừng nỗ lực mà giúp đỡ họ. Là giống như trên kinh nói, dùng đủ thứ phương tiện trường kỳ giúp đỡ họ, cuối cùng sẽ có một ngày họ hiểu ra, họ quay đầu. Công đức giáo hóa của chúng ta là có kết quả, nhất định không phải vô ích. Cảm ứng thiên ở chỗ này nói những quỷ thần này giám sát nhân gian đã nói ba đoạn. Đoạn thứ nhất nói thiên thần, đoạn thứ hai nói tam thi thần. Tam thi thần là nhà Phật chúng ta gọi là thần thức, thức thần. Hôm nay chúng ta thấy hai câu này là táo thần. Táo thần là giám sát gia đình của người ta, giám sát một gia đình. Phần trước nói thiên thần, tam thi thần đó là giám sát cá nhân chúng ta, còn đây là giám sát gia đình. Nhà này của bạn hành thiện hành ác, táo thần đều biết rõ. Ở Trung Quốc trước đây, dân gian mỗi một nhà đều có cúng bái táo thần. Người tuổi tác cao một chút, ký ức chắc sẽ rất sâu sắc. Trước đây các gia đình thông thường ở trong nhà bếp đều nấu củi, không phải hiện đại hóa như hiện nay là dùng đồ điện. Khi xây bếp nấu củi là đều dành cho táo thần một vị trí, là một cái trang thờ nhỏ để cúng táo thần. Trên trang thờ táo thần còn có một bức liễn đối. Tôi còn nhớ câu đối trước là thượng thiên tác hảo sự, câu đối sau là hạ địa bảo bình an.
Tập tục là 24 tháng chạp, táo thần sẽ thăng thiên, đi báo cáo việc thiện ác mà gia đình bạn đã tạo trong một năm này. Người hiện nay nói đây là mê tín, trong nhà cũng không cúng táo thần. Không cúng táo thần, vậy táo thần có còn quản nhà bạn hay không vậy? Vẫn quản như xưa. Tuyệt đối không phải nói bạn không cúng ông sẽ không quản, ông vẫn trông coi. Cho nên từ sự giám sát của trời đất quỷ thần, chúng ta hiểu rõ cái chân tướng sự thật này. Kiết hung họa phước đều có điềm báo trước, có báo hiệu trước, báo trước để cảnh cáo bạn. Cái cảnh báo trước này ở trong hoàn cảnh hiện nay của chúng ta thì có quá nhiều rồi. Chỉ cần đầu óc bạn bình lặng quan sát thật kỹ thì hầu như sáu căn chúng ta tiếp xúc không có gì không phải cảnh báo trước. Sự cảnh báo trước này rất không tốt, rất bất lợi. Cho nên chúng ta tự chính mình nhất định phải làm một cuộc chuyển đổi lớn. Tôi 26 tuổi tiếp xúc được Phật Pháp. Lúc đó tôi cảm thấy đã quá trễ rồi. Tôi vừa tiếp xúc Phật Pháp, Đại sư Chương Gia liền đem những sự việc này dạy cho tôi. Tôi có thể tin, tôi có thể tiếp nhận, tôi có thể y giáo phụng hành. Lời giáo huấn của lão sư từng câu đều là lời chân thật. Cho nên tôi cảm ơn, cả một đời sống trong sự cảm ơn. Tôi giúp đỡ người khác, tôi hướng dẫn người khác, cũng là loại tâm thái mà trước đây lão sư đã dạy tôi. Chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, không có phân biệt. Đối với tất cả người, sự và vật của thế gian, không có đòi hỏi gì. Nhất là hiện nay tuổi đã cao rồi, tuổi già thì còn có gì mà không buông xả chứ? Nếu y theo nghiệp báo, thì tôi đã đi từ sớm rồi, đã lìa khỏi cái thế gian này rồi. Đây cũng là làm nên một tấm gương cho các vị xem. Các vị hãy xem cái hình ảnh này của tôi thì hẳn sẽ có sự khải thị. Tôi đời này không có sống thọ, không có phước báo. Ở trong Phật Pháp nói đời trước đại khái là chỉ tu huệ không tu phước. May mà có một chút trí huệ, đã kết một ít thiện duyên với chúng sanh, cho nên gặp được đều là thiện tri thức rất tốt. Bản thân cũng là một điều kiện. Tôi cũng đã nói rất nhiều lần với các vị rồi, ham học. Tôi chịu học, ưa thích gần gũi thiện tri thức, ưa thích đọc sách thiện. Đây là điều kiện mà bản thân tôi có. Không có phước báo, hiện nay mọi người nhìn thấy tôi có một chút phước báo. Tháng trước Pháp sư Dụ Dân đến đây thăm tôi. Pháp sư đó biết chấm tử vi. Ông chấm cho tôi, ông nói: Pháp sư, tuổi già của thầy có vẫn tốt đó,
Thầy hiện nay tâm tưởng sự thành, làm việc gì cũng thuận lợi, cũng thành tựu. Tuổi thọ cũng kéo dài, đều không mong cầu. Tôi không cầu phước, cũng không cầu thọ. Năm xưa, lão cư sĩ Lý Bỉnh Nam giảng kinh dạy học ở Đại Trung, nhìn thấy trong số học trò có người bạc mệnh, có người đoán mạng, người không có phước. Lý lão sư đặc biệt khuyên dạy họ phát tâm hoằng pháp lợi sanh. Lão sư nói hoằng pháp lợi sanh là phước lớn đứng đầu thế gian. Tôi cũng là do lão sư khuyên dạy, tôi mới đi theo con đường này. Thật sự có hiệu quả. Thế nhưng nhất định phải buông bỏ tất cả thân tâm thế giới, phát tâm làm việc vì Phật Bồ Tát, vì tất cả chúng sanh phục vụ. Tất cả chúng sanh có phước, Phật Bồ Tát cần bạn phục vụ, tự nhiên sẽ được chư Phật hộ niệm, Long Thiên Thiện Thần ủng hộ. Bạn không cần đi tìm các ngài, tự nhiên các ngài sẽ đến. Dứt khoát không nên tự chính mình dũng ý muốn làm cái này, muốn làm cái kia, vậy thì sai rồi. Đó chắc chắn là tạo nghiệp. Tạo nghiệp là tổn giảm phước báo của chính mình. Đây là nói phước báo tu tích của bạn trong đời quá khứ tổn giảm rồi. Trong Liễu Phạm Tứ Huấn Cảm Ứng Thiên, nói nhiều lời như vậy thật ra chỉ là nói một sự việc. Hạt cơm giọt nước đều do tiền định, đều do chính bạn định đoạt. Nói rõ pháp thế xuất thế gian chính là một cái đại nhân duyên quả báo. Bạn hiểu rõ cái đạo lý này, bạn gieo nhân thiện, giữ tâm tốt, nói lời tốt, làm việc tốt, làm người tốt, thì quả báo của bạn sẽ thù thắng. Học Phật, Phật là hình mẫu của chúng ta, Phật chính là mô phạm cho chúng ta. Tâm của Phật thanh tịnh, bình đẳng, chân thành. Phật đối với tất cả chúng sanh từ bi yêu thương, chăm lo từng ly từng tí. Chân thành cung kính đối với người, với việc, với vật. Chúng ta cần quan sát tỉ mỉ, phải biết học tập như thế nào. Phật không những là ngôn giáo, Phật còn thân giáo. Phật dạy cho chúng ta đều là tận thiện tận mỹ. Cho nên khế nhập cảnh giới Phật thì không gian hoạt động của chúng ta sẽ lớn. Không gian hoạt động là tận hư không khắp pháp giới. Những điều mà bạn nghĩ, bạn suy tính tuyệt đối không phải trong một cái vòng nhỏ xíu, tuyệt đối không phải một thế giới, mà là vô lượng vô biên cõi nước chư Phật. Tấm lòng này rộng lớn biết bao, đúng như cái gọi là lượng lớn phước lớn. Cho nên phước huệ của Phật viên mãn, không có gì không thể bao dung. Chúng ta ngày nay nói một đạo tràng, mấy người xuất gia ở chung với nhau, đôi bên đã không thể bao dung lẫn nhau rồi, họ còn có phước báo gì nữa chứ? Cái phước báo đó của họ quá nhỏ đến đáng thương. Hưởng hết rồi liền đi vào tam độ.
chân tướng của những sự lý này, chúng ta không thể không hiểu rõ, không thể không sáng tỏ. Táo thần là thật có, quyết không phải là giả. Không những táo thần, mà ở trong một gia đình, quỷ thần đều có rất nhiều. Cửa thì có thần cửa. Các vị nếu như xem lễ ký thì sẽ hiểu được thôi. Hóa ra mỗi một căn phòng, ở trong mỗi một góc đều có quỷ thần cư trú. Chúng ta khởi tâm động niệm hành vi tạo tác, người không có nhìn thấy, nhưng quỷ thần thấy rất rõ ràng. Triều Minh có Du Tịnh Ý cư sĩ ngộ táo thật ký. Thiên văn tự này là do đồng hương của ông ghi chép, hết thảy đều là sự thật. Bài văn tự này được in kèm thêm vào phần sau của Liễu Phạm Tứ Huấn. Chúng tôi trước đây đã từng giảng qua một lần rồi, cũng giảng rất là cặn kẽ, có thể làm tham khảo. Việc gặp được táo thần không chỉ có một mình Du Tịnh Ý. Vào thời xưa chúng ta xem thấy ở trong bút ký của cổ nhân có rất nhiều, nhưng bài văn tự này thì viết được tương tự nhất, xuất sắc nhất. Pháp sư Ấn Quang đem nó lưu hành. Người có học, người tu hành luôn luôn tự cho rằng mình rất là lương thiện. Người khác nhìn thấy bạn cũng rất là tuyệt vời, mỗi ngày đều là một số việc thiện, nói lời hay, làm việc thiện. Du Tịnh Ý năm xưa cũng giống như vậy, nhưng mà cả đời lại nghèo cùng thất vọng. Tự mình cho rằng bản thân mình cũng hành thiện mà chưa hề làm qua việc ác gì, sao ông trời giáng cái quả báo này thật không công bằng rồi. Táo thần rất từ bi. Táo thần biết ông là người có học, chỉ dạy ông có thể tiếp nhận, ông có thể phản tỉnh, vậy nên mới thị hiện. Nói với ông, hành vi của ông giống như là thiện, nhưng ý nghĩ của ông quá ác, ác ý. Bản thân ông không thể phản tỉnh, bởi vì ông ý niệm ác, ác ý, nên thiện mà ông làm đều không phải là chân thật, đều không phải là thật. Cho nên trời đất quỷ thần giám sát, ông từ mồng 1 tháng giêng đến 30 tháng chạp không có việc thiện nào là thật, toàn là giả, là phô diễn, làm bộ cho người ta thấy. Giả thiện không phải là chân thiện. Táo thần chỉ điểm cho ông mới chợt nhận ra, ông mới thực sự hiểu ra. Con người tạo tác ác nghiệp không sợ, chỉ sợ là không thể quay đầu, chỉ sợ là không thể giác ngộ. Chịu quay đầu, chịu giác ngộ đều được cứu. Cá nhân như vậy, gia đình cũng như vậy, xã hội, quốc gia, thế giới đều cùng một đạo lý này. Hiện nay kiếp nạn hiện tiền, mọi người đều biết kiếp nạn này có cứu được không? Nhất định cứu được. Bắt đầu cứu từ đâu vậy? Bắt đầu cứu từ nhân tâm, bắt đầu cứu từ trong tâm của mình. Tâm của chính mình nhất định phải làm một cuộc đại chuyển đổi, đoạn ác tu thiện, phá mê khai ngộ thì liền được cứu rồi.
hy vọng mọi người chúng ta phải nghiêm túc, phải nỗ lực, phải sửa lỗi, đổi mới. Không những chính mình được độ còn giúp đỡ được người khác. Đây mới là công đức cực lớn. Các vị đồng học, xin mời xem Cảm ứng Thiên câu thứ 13. Hễ ai có lỗi, nặng thì giảm thọ 12 năm, nhỏ thì giảm thọ 100 ngày. Tội lỗi lớn nhỏ của con người có đến mấy trăm chuyện, kẻ mong sống lâu trước hết hãy nên tránh né. Hai câu này là tổng kết của đoạn quỷ thần giám sát. Hôm qua nói đến táo thần, Du Tịnh Ý cư sĩ ngộ táo thần ký. Mấy câu nói mà táo thần nói cho ông rất đáng để chúng ta cảnh giác. Lỗi lầm mà ông phạm cũng chính là lỗi lầm mà bản thân chúng ta hiện nay hay phạm phải. Lỗi lầm mà chính mình phạm, chính mình thật sự không biết, luôn cho rằng điều mình nghĩ, điều mình nói, điều mình làm đều là đúng, người khác đều không đúng. Cái vấn đề này vô cùng nghiêm trọng. Cái này ở trong Phật Pháp chính là mê hoặc điên đảo. Trên Kinh Phật nói đến mức độ nghiêm trọng là nhất diễn đề. Đây chính là người nhất diễn đề. Nhất diễn đề là tiếng Phạn, nghĩa là không có thiện căn. Phật Bồ Tát đều không thể cứu họ. Họ không biết quay đầu, không biết giác ngộ. Loại nguyên nhân này phải tiêu trừ như thế nào? Chúng ta hãy bình lặng mà tư duy. Vẫn là phải đọc sách như xưa. Không đọc sách thánh hiền, làm sao có thể giác ngộ? Mê, nói lời chân thật là giống như dũng bùng vậy, càng lún càng sâu, không dễ gì thoát được. Đọc sách thánh hiền, ngày ngày gần gũi thánh hiền, huân tập lâu dài, dần dần sẽ giác ngộ. Đây là Trung Quốc từ xưa đến nay. Tại vì sao người già dạy trẻ con phải đọc sách thánh hiền? Phải đọc kinh Phật. Đạo lý là ở chỗ này. Du Tịnh Ý có thể quay đầu là do nền tảng đọc sách trước đó đã sâu dày. Người ngày nay nói với họ những lời này, tại vì sao họ không thể quay đầu là do không có cái nền tảng này. Đây là điều mà chúng tôi sâu sắc giác ngộ được. Táo thần nói với ông, ý ác của ông quá nặng, chuyên theo đuổi hư danh. Nói cho thật nhiều cũng không cần thiết. Hai câu này là trọng điểm. Việc thiện mà ông làm, làm rất nhiều đều không phải chân thật. Mua danh cầu lợi, cho nên táo thần nói thiên địa quỷ thần ngày ngày đang giám sát, ngày ngày đang theo dõi ông. Nhưng mà ông ở trước mặt quỷ thần cầu nguyện dường như cũng rất khẩn thiết, cũng có một chút bộ dạng thành ý.
Nhưng mà đối nhân xử thế tiếp vật thì hoàn toàn không tương ưng với việc ông cầu nguyện trước thiên thần. Thiên thần từ bi. Trung Quốc trước đây, người có học thông thường đều tin là có Ngọc Hoàng Đại Đế. Đây là trong những tôn giáo khác gọi là Thượng Đế. Họ nói Thượng Đế ra lệnh những quỷ thần giám sát thiện ác của thế gian này đến đây để xem ông, thấy ông bao nhiêu năm nay chưa hề làm một việc thiện chân thật. Những việc thiện mà ông làm là hùa theo người khác, hay nói cách khác, người khác không làm thì ông nhất định sẽ không chủ động mà làm. Thấy ông khi ở một mình nơi vắng vẻ, nhìn thấy được niệm tham, niệm dâm, niệm đố kỵ, niệm hẹp hòi, niệm cao kỹ ti nhân của ông. Cao kỹ tức là tự cho mình cao, khinh thường người khác. Niệm ức giảng kỳ lai là nhớ nghĩ quá khứ, hy vọng tương lai. Niệm ân oán báo thù. Những vọng tưởng tạp niệm này của ông thật là quá nhiều quá nhiều, nói không hết. Đây đều là ác ý. Loại ác ý này kết tụ ở trong tâm của ông. Thiên địa quỷ thần đã ghi chép vào trong hồ sơ rất nhiều rồi. Ông tránh họa còn không xuể, ông đến đâu để cầu phước đây chứ? Mấy câu nói này sau khi nói xong giống như là một đòn đánh, đã làm ông vô tình ý thức tỉnh. Ông quỳ xuống trước táo thần. Táo thần thị hiện thành một thân người. Ông nói ngài nhất định là thần tiên, ngài biết rõ về tôi như vậy, cầu táo thần giúp đỡ, cầu táo thần cứu giúp. Ông vẫn còn có một cái tâm niệm này. Người hiện nay nghe đến điều này tuyệt đối không đếm xỉa đến, cũng không tin, cho rằng là mê tín, tự cho rằng đầu óc của mình là đầu óc khoa học, người thế gian đều không bằng. Họ làm sao tiếp nhận được chứ? Người hiện nay sửa lỗi khó, quá khó. Ông còn một cái niệm tâm hối cải, táo thần đến giúp ông, bảo là ông từ nay về sau, phàm là niệm tham, niệm dâm, niệm khách khí, vọng tưởng tạp niệm, nhất loạt đem chúng thu dọn cho thật sạch sẽ. Hôm rồi các vị nghe thấy thầy Ngộ Chánh báo cáo em trai của thầy giảng sanh. Quá trình tu hành của chú đó chưa nói được rõ, hôm qua đã bổ sung rồi, tôi vẫn chưa nghe. Nhưng mà cha mẹ chú ấy nói với tôi, chú ấy trong quá trình tu hành mỗi ngày hiếm hoi lắm mới nói dạy ba câu. Người nhà nói chuyện chào hỏi với chú đều cự tuyệt, không nên nói chuyện với tôi. Dùng cái tâm chuyên đến mức độ này, đây chính là bí quyết giảng sanh của chú ấy. Tâm chú định rồi, chú dạng duyên thật sự buông xả rồi. Trên Kinh Di Đà nói, thời gian so với cái này ngắn hơn, mọi người đều đã đọc rất thuộc. Nếu một ngày, hai ngày cho đến bảy ngày, có người nào niệm Phật bảy ngày thành công hay không? Có. Trong Tịnh Độ Thánh Hiền Lục có ghi chép, trong Giảng Sanh Truyện cũng có ghi chép. Thật sự chịu quay đầu, triệt để buông xuống, thì người này liền có thể thành tựu. Cho nên pháp môn này thù thắng đến cực điểm.
Tôi thường hay khuyên các vị đồng học, chúng ta tu hành, thứ nhất phải giữ tâm tốt, trong tâm thuần thiện, không có ác. Ác niệm, việc ác, người ác đều không thể để ở trong tâm. Chỉ chuyên nhìn vào chỗ thiện của người khác, chỉ chuyên nhìn vào chỗ tốt của người khác, thì chúng ta trong đời này sẽ sống trong môi trường thuần thiện, vô ác. Không cần nói những thành tựu khác, tâm trạng của bạn vui sướng biết bao, an lạc biết bao. Mỗi ngày nghĩ đến chỗ xấu của người khác, nhớ đến oán thù của người khác, thì đời này sẽ sống ở trong môi trường cực kỳ tồi tệ rồi. Bạn sống rất đau khổ, sống rất vất vả. Từ đó cho thấy khổ lạc đều ở trong khoảng một niệm của chính mình, không phải người khác trao cho bạn, là do ý niệm của chính bạn chuyển biến ra. Hiểu được cái đạo lý này, tại vì sao không đem ý niệm chuyển thành Phật niệm? Niệm niệm, niệm A-di-đà Phật, niệm niệm, niệm thế giới Tây Phương Cực Lạc, y chánh trang nghiêm. Tuy chúng ta chưa đến thế giới Cực Lạc, nhưng hiện tại đã sống tại thế giới Cực Lạc rồi. Trước mắt tâm trạng của chúng ta là đang sống tại thế giới Cực Lạc. Thọ mạng hết rồi thì đâu có lý nào mà không vãng sanh chứ. Cho nên vạn duyên phải buông xuống. Cư sĩ Bạc đã dạy người, nhiều việc không bằng ít việc không bằng không việc gì. Không việc gì không phải nói là chúng ta không làm gì cả, là bạn lại hiểu sai đi ý rồi. Mọi việc đều vẫn cứ làm như cũ, nhưng trong tâm nhất định không lo nghĩ vướng bận gì. Không việc gì là nói trong tâm không có việc gì, không phải nói thân không có việc gì, thân không có ngăn ngại. Trong Hoa Nghiêm nói là lý sự vô ngại, sự sự vô ngại. Những cái gì là chướng ngại chị? Ở trong tâm ý niệm là chướng ngại. Ở trong truyện ký Du Tịnh Ý có nói là lời nói của ông cũng thiện, hành vi cũng thiện, mà ý thì bất thiện. Cho nên hành vi thiện, lời nói thiện đều không sanh hiệu quả, đều biến thành hư ngụy, là giả không phải là thật. Nếu như là tâm thiện ý thiện, đó là chân thiện. Đây là cội gốc của thiện ác. Táo Thần khuyến khích ông, trước tiên phải giữ tâm tốt, giữ một cái tâm thuần thiện, sau đó tùy thuận tùy sức mà đi làm việc tốt. Sức của bạn có thể làm được thì hãy tận lực mà làm. Khi làm phải làm cho thật rốt ráo, quyết không cầu quả báo. Hành thiện chỉ vì quả báo là ý của bạn đã bất thiện rồi. Vì sao vậy? Là có điều kiện rồi. Thiện vô điều kiện là chân thiện. Thiện hạnh không cầu quả báo thì quả báo thù thắng nhất. Không cầu danh, không cầu lợi dưỡng, chẳng cầu mong gì cả, toàn tâm toàn lực giúp đỡ người khác, có thể xả mình vì người. Sự việc bất luận là khó hay dễ, bất luận là lớn hay nhỏ, phải thật thành khẩn, thành thật mà đi làm. Thật sự sức lực mình không làm được, không làm được thì chúng ta cũng phải có cái tâm tốt này. Cái gọi là tâm có thừa mà sức không đủ.
cái tâm niệm này sẽ có cảm ứng. Cái tâm niệm này thật sự là chân thuần, thì chư Phật hộ niệm, Long Thiên Thiện Thần đến giúp đỡ bạn. Hay nói cách khác là tăng thêm sức mạnh cho bạn, khiến cho tâm nguyện của bạn có thể viên mãn. Bạn không phải vì chính mình, bạn vì chúng sanh, bạn vì Phật Pháp. Ngày nay tại Singapore, các vị chính mắt nhìn thấy cư sĩ Lý Mộc Nguyên không phải là người có sức mạnh. Ông có thành ý, có tâm nguyện chân thành, vì Phật Pháp trụ thế dài lâu, vì lợi ích thật sự của chúng sanh, cho nên cảm được chư Phật Bồ Tát giúp đỡ ông. Không có sức mạnh cũng có thể mãn nguyện, cũng có thể làm thành tựu sự việc này. Đây không phải là chúng tôi nói suông mà không làm. Thông thường ở trong tôn giáo gọi đây là kiến chứng, trong Phật Pháp gọi là tác chứng chuyển, chứng minh bày ra ngay trước mắt. Chúng ta đọc kinh, chúng ta nghe Pháp, chúng ta nhìn thấy những sự thật này, vậy còn có thể không tin hay không? Còn có thể không giác ngộ hay sao? Chúng ta biết bản thân chúng ta trong đời quá khứ không tu phước, ở trong đời này không biết tiết phước, không biết tu phước mà còn đang lãng phí phước báo. Nhưng mà đời sống chúng ta vẫn có thể sống được, chư Phật Bồ Tát từ bi vẫn thường hay báo hiệu cho chúng ta, đến thị hiện cảnh tỉnh chúng ta, đến thị hiện khích lệ chúng ta. Chúng ta từ chỗ này mà phải tăng trưởng tính tâm. Có một số Bồ Tát hộ Pháp hầu như ở mỗi địa phương đều có, đến nói với tôi, tặng đất đai cho tôi, tặng nhà cửa cho tôi, tặng tiền cho tôi. Đây đều là chư Phật Bồ Tát gia trì. Tôi có thể tiếp nhận, nhưng mà tiếp nhận rồi có công dụng gì không? Cảm thấy vô dụng. Thế thì tôi đều cảm ơn, đều khước từ. Ở trong đây có thông điệp gì? Các vị có thể nhận ra hay không? Có một thông điệp mạnh mẽ. Chỉ cần chúng ta cần thì trợ duyên lập tức liền hiện tiền. Đây là cung cấp cho chúng ta một thông điệp mạnh mẽ. Ngày nay chúng ta thật sự có 300 người, 500 người tu hành chân chánh, thì lập tức một đạo tràng lớn liền hiện tiền. Chỗ mấy trăm người ở, chỗ mấy ngàn người ở, không cần lo một chút nào. Những thông điệp này nói cho chúng ta biết cái sự việc này. Nếu chúng ta không cô phụ Phật Bồ Tát, nếu không cô phụ các bậc trưởng giả hộ Pháp này, thì phải gắng sức tu hành, chăm chỉ nỗ lực. Người phát tâm muốn giúp đỡ chúng ta đều là thành tâm thành ý, không phải hư ngụy. Chúng ta còn muốn mong cầu phước báo gì nữa chứ? Không cần thiết. Chúng ta một lòng một dạ vì Phật Bồ Tát làm việc, vì tất cả chúng sanh mà phục vụ. Bạn chỉ cần kiên trì đi theo đường lối này, chăm chỉ nỗ lực đi làm công việc này, nhất định không lừa mình,
không dối người. Thì tất cả trợ duyên tự nhiên thành tựu. Đó chính là giống như sau khi Du Tịnh Ý quay đầu, ông có thể y giáo phụng hành. Ông hiểu rõ sâu sắc đạo lý và sự thật về nhân quả báo ứng. Cho nên động thì vạn thiện tùy theo, tỉnh thì một niệm không sanh. Hai câu nói này quan trọng. Ông có thể thay đổi vận mạng của chính mình. Chính là hai câu nói này. Động khởi tâm động niệm là vì chúng sanh, vì Phật Pháp, vì chính mình thì một niệm không sanh. Thật thà niệm Phật. Ông sống đến 88 tuổi, ông có 4 người con trai, chết hết 3 người. Có một người bị thất lạc từ nhỏ. Từ sau khi ông hành thiện, người con trai này là không hẹn mà gặp lại. Tìm lại được rồi. Đứa trẻ này là con trai út của ông, là lúc còn nhỏ đi chơi, lên thuyền của người ta. Kết quả thuyền chạy đi rồi. Sau đó thì bị người ta xem như là nô lệ bán đi. Thật là may mắn được một thái giám mua về. Vị thái giám này cũng vô cùng tốt bụng. Thái giám không có con, đã mua mấy đứa trẻ này về làm con của mình, nuôi con để mà phòng khi tuổi già. Vì sao Du Tịnh Ý đã làm quan, công danh cũng thành tựu rồi, hành thiện tích đức, đã chuyển được toàn bộ nghiệp báo, liền đi bái kiến vị thái giám già này. Vị thái giám già gọi mấy người trẻ mà ông nhận nuôi lên trình diện với ông. Vừa gặp mặt nhìn thấy diện mạo rất giống con của mình, nhưng mà rất nhiều năm không gặp mặt nên hỏi tên của nó, con là người nơi nào. Đứa trẻ này liền nói ra. Ông lập tức rơi lệ. Ông hỏi có phải dưới bàn chân của con có hai đốt ruồi phải không. Cởi giày ra thì nhìn quả nhiên là không sai, đúng là con của ông. Vị thái giám này liền giao lại đứa trẻ này cho ông. Vì sao cũng học hành, cũng thành danh. Đứa con này của ông cũng đã sanh ra nhiều con, con cháu đầy nhà, thiện có thiện báo. Nhân duyên quả báo không mảy may sai chạy. Du Tịnh Ý công ngộ táo thần ký, tôi đã từng giảng qua rồi, dường như có băng ghi âm. Ở trong kết luận, lỗi lầm của người này lớn nhỏ, nặng nhẹ đều có quỷ thần đang ghi chép, đều có hồ sơ. Các chị nên biết là chỗ Vua Diêm La đó có hồ sơ chi tiết về chúng ta. Chỗ Tứ Thiên Dương đó cũng có hồ sơ chi tiết về chúng ta. Đao Lợi Thiên ở nơi đó cũng có hồ sơ chi tiết. Đây là thật, không phải là giả, quyết không phải hù dọa người. Chúng ta khởi tâm động niệm đều có ở trong hồ sơ. Bạn trốn ở đâu được chứ? Bạn trốn không khỏi rồi. Cho nên trước đây người có học tin những sự việc này, khởi tâm động niệm họ biết thúc liễm. Người hiện nay đúng là mê hoặc điên đảo, làm can làm bậy, không biết được. Sự khủng khiếp của quả báo, không biết sự đáng sợ của khởi tâm động niệm. Ác lớn thì đoạt kỷ. Đoạt kỷ là giảm thọ. Kỷ là 12 năm, thọ mạng của bạn giảm bớt 12 tuổi. Nhưng bạn tu thiện tích đức thì tăng kỷ
tăng một kỷ tức là thọ mạng của bạn tăng thêm 12 tuổi. Tăng 2 kỷ thế là tăng thêm 24 tuổi. Chúng ta ở trong sách xưa thường hay xem thấy ác nhỏ thì đoạt toán. Toán cũng là tổn giảm phước báo của bạn, tổn giảm thọ mạng của bạn. Từ trong đoạn này, chúng ta liền biết được một con người cả đời một thân một tâm một gia đình một khu vực đều có thiên địa quỷ thần vây quanh bên cạnh chúng ta. Cổ thánh tiên hiền chư Phật Bồ Tát không gì ngoài dạy chúng ta là đoạn ác tu thiện. Đặc biệt là thận độc. Độc là khi bản thân ở một mình, trước nhiều người thì giữ thể diện, luôn giả bộ giả dạng. Khi không có người thì hiện nguyên hình. Đây là đáng sợ nhất. Có thể ở một mình trong nhà mà cũng không có mảy may cái tâm dối trời gạt người, không có mảy may cái niệm bất thiện nào, thì cái tu hành này mới có căn cơ. Đây là điều chúng ta cần phải học tập. Được rồi, hôm nay thời gian đã hết, chúng ta chỉ dẫn đến đây thôi. A-di-đà-phật.